Kính chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong một chương trình giới thiệu những cái mẫu xe siêu lướt của Thành Long Auto và Thành Long Xe Đức. Hôm nay chúng tôi cùng với các bạn tìm hiểu một chiếc xe cực kỳ lướt đến từ đất nước Nhật Bản, mẫu xe Lexus 570 phiên bản theo cái thị trường Trung Đông, theo tiêu chuẩn thị trường Trung Đông, với rất là nhiều những option được lắp thêm, trang bị thêm so với những phiên bản chính hãng được phân phối tại Việt Nam. Một chiếc xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất đỏ đen cực kỳ sport. Nếu mà tên gọi đầy đủ, chiếc xe này là Lexus 570 phiên bản Super Sport. Xe sản xuất 2019, lăn bánh 2020, lăn bánh 9.000 km trong những cái mẫu xe siêu lướt tại thị trường Việt Nam. Rất đẹp, màu trắng, nội thất đỏ và đen anh em nhé, điện tỉnh. Hiện nay mình đang chào bán mức giá là 8.850.000 đồng, một mức giá hết sức là hợp lý và rất là ok trong thời điểm tháng 8 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm một vài những cái chi tiết, một vài những cái option trên xe. Chúng ta thấy rằng là chiếc xe nó mới và nó hot như thế nào. Đầu tiên là chúng ta thấy cái mặt ca lăng của Lexus 570, nó được thiết kế hết sức là đồ sộ, rất là đập vào mắt luôn. Đấy, cụm mặt ca lăng rất là to, hình các cái hình tam giác được kết nối với nhau để tạo thành một cái khối tổng thể rất là lớn. Đấy, xung quanh thì đều được mạ chrome đi kèm với logo Lexus ở chính giữa, rất hot luôn. Chúng ta nhìn kỹ thì được chúng ta thấy có cái camera ở ngay dưới logo. Đấy, chứng tỏ xe được trang bị thêm một camera 360. Đấy, nhìn rất hầm hố và vuông vức anh em nhé, đúng cái đẳng cấp của Lexus 570. Đấy, hai cái cụm đèn pha hai bên có những cái giải led. Đấy, led chạy anh em nhé. Đấy, cái giải led chạy sinh nhan. Đấy, kèm theo đó là những cái bóng. Tôi sẽ đi gần vào để cho tất cả chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Những cái bóng đèn nó được xếp hình thang với nhau, có 3 bóng full led anh em nhé, bóng thông minh. Cụm đèn gầm cũng được thiết kế với hình chữ L. Đấy, đặt ngược rất đẹp, rất cá tính. Đối với phiên bản Super Sport thì có thêm cái body kit anh em nhé, có thêm body kit ở phía đằng dưới này. Đấy, nhìn xe nó sẽ thể thao hơn, đi kèm với những cái khe gió rất đẳng cấp. Đây là cái la răng của xe, la răng rất lớn anh em nhé, bao gồm 8 chấu và được mạ phay bóng rất đẳng cấp, 8 chấu kép. Đấy, chúng ta cũng tiến gần để xem cái đế xe nhé. Hiện nay lốp được phân bổ vào tuần thứ 17 của năm 2019. Lốp thì còn gần như là mới tinh luôn. Đấy, lốp là theo hãng Dunlop anh em nhé, hãng Dunlop. Đấy, bề dày của lốp cũng cái mức độ vừa phải. Xe rất là bám đường và đi rất là hay, ôm đường anh em nhé. Ở cái tầm nhìn này chúng ta thấy cái thân xe cực kỳ là dài rồi, đồ sộ. Chiều cao cũng rất là ok luôn, đảm bảo cho chúng ta là không gian ngồi bên trong rất là thoải mái. Cũng có một cái bậc để chân và hai cái nẹp bằng inox rất là đẹp ở ngay phía dưới hai cánh cửa. Logo Super Sport cũng được đặt ở ngay mép trên. Tiến sát hơn chúng ta thấy có những cái tay nắm cửa đều được mạ chrome, đi kèm với khóa unlock thông minh hết anh em nhé. Các cái đường chân kính đều được mạ inox kéo dài xuyên suốt tận đuôi xe. Kính thì được là kính tối màu. Đấy, gương của bản Super Sport này thì được cái vỏ gương thì được sơn màu đen, tích hợp sinh nhan led ở trên gương. Ở phần đuôi xe đó là một tổng thể rất là nhiều những cái chi tiết. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái đuôi xe nó cực kỳ hầm hố,
Đầu tiên là thiết kế là vuông vức. Đấy, có cái cánh gió phía trên cùng. Hai cụm đèn LED hai bên. Kèm theo xi nhan chạy. Đấy, rất đẹp luôn. Logo Lexus và dòng chữ Super Sport ngay bên dưới. Đấy, Lexus 570. Ở dưới cùng thì chúng ta thấy rằng nó có hai cái ốp bô giả. Và cái bô zin của nó đặt ở phía dưới cùng anh em nhé. Và lốp được treo ở ngay phía dưới. Xe được trang bị là cúp điện tự động. Mở nửa cánh bên trên. Tôi sẽ tiến gần để chúng ta xem xe nó mở cảnh như nào. Cái phần bấm cửa thì nó ngay giữa chữ lách này thì chọc thẳng xuống anh em nhé. Tự động mở lên. Đấy, và cái nút đóng cốp ở ngay đây. Có cái camera ngay phía dưới anh em nhé. Đấy, rất nhẹ nhàng. Trước khi tìm hiểu thêm những cái chi tiết ở trên khoang lái của xe, chúng ta cùng nhìn ngắm qua cái bộ ghế của chiếc Lexus 570 được trang bị. Ghế da rất là xịn, đi kèm với tông màu đỏ đen chủ đạo, phong cách sport thể thao. Đối với hàng ghế dưới thì các bản ghế của nó cũng hết sức là thoải mái, để cho chúng ta có một hành trình vận hành rất là thoải mái luôn, hàng nhiều giờ không có mệt mỏi. Ghế rất là dày dặn, có thêm hai màn hình gối ở hai bên anh em nhé, vừa đi vừa giải trí luôn, ok luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới các cái chi tiết trên xe. Đầu tiên là cái mặt táp ly. Mặt táp ly thì tôi sẽ quay một chút về cái keo chỉ cánh cửa. Và chúng ta có một cái góc nhìn cái chất lượng xe. Cái xe đi 9.000 cây thì chất lượng của nó gần như là mới 100% anh em nhé. Với những cái dòng như Lexus này, không có xi nhê gì cả. Kính thì đã được dán phim tối màu. Các cái tựa để tay cũng như tay nắm được bọc da liền mạch, cánh cửa ốp gỗ rất xịn luôn. Các cái phím đây, các cái phím của chiếc Lexus 570 đều bằng nhựa cao cấp và có bọc mạ chrome ở xung quanh viền kính. Đây có ghế chỉnh điện, nhớ ghế 3 vị trí anh em nhé. Phía dưới chúng ta có một hệ thống loa MUX Levison cực kỳ đẳng cấp. Chúng ta có trải được âm thanh xuất sắc. Đối với hàng ghế lái, chúng ta xem đi, rất là nhiều những cái tích hợp chỉnh ghế, nhớ ghế lên xuống, đỡ lòng lưng, đỡ lòng ghế, rất là nhiều những tính năng hỗ trợ người lái. Một số chi tiết ở đây chúng ta thấy là có hắt kính UD này, điều chỉnh sáng tối cho mặt táp lô này, các cái chức năng hỗ trợ vận hành. Đấy, ở cái trụ vô lăng chúng ta thấy rằng có chỉnh điện, vô lăng chỉnh điện nhiều hướng. Tôi sẽ lên trên xe và chỉ thêm với một số chi tiết. Đây là khoang nội thất của xe Lexus 570. Tôi sẽ nổ máy lên để cho chúng ta cùng có cái sự trải nghiệm sát thực nhất. Đấy, đầu tiên là chúng ta thấy cái màn hình tablo thể hiện đồng hồ điện tử này, các cái thông số ở trên xe, số km. Đấy. Rồi là cảnh báo về áp suất lốp, các cái chức năng hệ thống an toàn đã được thể hiện ở trên đây. Đấy, hệ thống xăng, hệ thống nhiệt, tất cả nó được thể hiện ở trên tablo này. Đấy, xa hơn một chút chúng ta thấy rằng cái vô lăng của Lexus 570 rất là tròn trịa và có gì đấy rất là sang trọng. Vì nó nhất ở đây nó được ốp gỗ bóng, rất xịn, cho cái cảm giác cầm nắm nó thật và nó sang trọng. Này, ốp gỗ chất lượng rất cao luôn anh em nhé. Thực sự là gỗ gì thì mình cũng chưa rõ lắm, nhưng mà cầm mà rất là thích, rất là sướng. Da cũng rất là xịn luôn.
các cái phím hỗ trợ điều hướng ở trên vô lăng, thiết kế to rõ ràng. Logo Lexus chính giữa cái phím còi luôn. Có lẫy chuyển số ở trên vô lăng anh em nhé, đi kèm với hệ thống đèn tự động. Lẫy chuyển số vô lăng, gạt mưa tự động. Có phanh khoảng cách anh em nhé, đối với bản Lexus 570 Trung Đông có hỗ trợ phanh khoảng cách, chúng ta đi đến sát vật cản xe sẽ tự động phanh. Đây là màn hình trung tâm của chiếc Lexus 570, màn hình trung tâm rất lớn, có hỗ trợ là hiển thị camera 360. Nên chúng ta sẽ về số để chúng ta xem cái cam 360 nó sẽ hoạt động như nào. Đấy, các bạn nhìn nhé, xung quanh là không có vật cản nào. Đấy, cam lùi rất là sắc nét và chính xác, rất là nhạy. Ok, tiếp theo là chúng ta xem thêm một số những cái option, ví dụ như là ốp mặt tắp, mặt bàn thờ của chiếc xe này đều được ốp gỗ rất đẹp, rất đẹp, rất bóng anh em nhé, và chống xước. Đấy, các chi tiết bằng da ở đây rất xịn và có chỉ sáng màu. Đấy, rất là thể thao. Bên cạnh đây có một chiếc đồng hồ digital là có logo Lexus, nhìn cũng rất là to tát và sang trọng. Tôi sẽ lướt thêm một chút về bên ghế phụ cho anh em xem. Rất là nhiều những chi tiết được ốp gỗ sang trọng, thể hiện đẳng cấp của chiếc xe. Phía bên dưới là các cái phím điều hướng chỉnh điều hòa anh em nhé, rồi hệ thống radio, media, hệ thống chỉnh bài hát. Đấy, tăng giảm volume. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có là 4 dàn điều hòa anh em nhé, dàn điều hòa độc lập. Đấy, rất xịn. Đây là khay để cốc anh em này. Trên cái mặt khay để cốc này cũng được ốp gỗ luôn. Đấy, rất xịn luôn. Phanh tay điện tử, hỗ trợ phanh tay điện tử. Đấy, cần số là cần số zig zag anh em nhé, cần số zig zag. Đây là chiếc chìa khóa của chiếc Lexus 570. Đây, chìa khóa Lexus đây anh em. Đây, có cả những cái dòng chữ của phiên bản. Ví dụ như bản Trung Đông thì chiếc chìa khóa này nó toàn chữ run thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái thanh điều hướng. Đấy, cái thanh điều hướng rất nhạy và đúng là cái ngôn ngữ thiết kế của Lexus. Trên rất là nhiều những sản phẩm, ví dụ như RX350 hay là Lexus 460, kể cả 570 các đời trước đều có trang bị cái thiết kế như này. Đấy, nó là một cái gì nó truyền thống rồi. Đấy, các cái chi tiết thêm đó là các cái hỗ trợ về chức năng vận hành. Chúng ta có các chế độ gài cầu, chế độ về chân ga, độ nhạy chân ga. Đấy. Vừa rồi chúng ta cũng đã xem một số những cái thông tin trên cái khoang nội thất và khoang lái của chiếc xe. Bây giờ đến với những hàng ghế sau cùng. Cái hàng ghế sau cùng của chiếc Lexus 570 thì đối với hàng ghế sau cùng sẽ được gập ra hai bên như này. Cũng giống hệt như là những chiếc Land Cruiser Prado hay là những chiếc Land Cruiser 4.6 lít. Đấy, cũng đều có cái hàng ghế nó thiết kế tương tự, gập ở hai bên, tạo một cái không gian để đồ rất thoải mái cho anh em. Ở đây chúng ta có thêm những các cái chỗ mà chúng ta để những cái dụng cụ trên xe. Đấy, bao gồm những hộp, đồ cứu hộ trang bị sẵn sàng ở trên xe luôn. Đấy, đây chúng ta có cái phần chỉnh ghế anh em nhé. Đấy, chúng ta chỉnh gập ghế các thứ ở trên này được luôn. Đấy, rất xịn. Đây chúng ta có cổng hệ thống điện 100W để sử dụng, thì chúng ta có thể là bơm lốp hay sử dụng máy hút bụi, chúng ta có thể cắm trực tiếp trên này được. Đấy, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về cái khoang động cơ của xe nhé.
Lexus 570 thì được vận hành bởi khối động cơ V8. Khối động cơ V8 đây anh em nhé. Đấy, dung tích 5.7 lít, cực kỳ đẳng cấp. Đây, tôi đang quay cái khoang máy của chiếc Lexus 570 này cho tất cả mọi người xem. Đấy, kèm theo là các cái đường keo chỉ ở trên cabo. Đấy, xe đi ít hay đi nhiều chúng ta có thể nhìn vào cái tấm tản nhiệt. Đấy, cái tấm cách nhiệt ở trên xe. Hiện nay cái tấm cách nhiệt này chúng ta cũng là thấy rằng nó gần như là mới tinh luôn. Gần như là mới tinh luôn anh em nhé. Các cái chi tiết ở trên xe hãng còn cực kỳ sáng bóng. Cabo keo chỉ, đèn đóm nguyên zin hết. Rất là xuất sắc luôn. Đây, cụm phanh đây. Cụm dầu phanh. Mặt máy. Thành Long Auto và Thế Giới Xe Đức chúng tôi luôn cam kết bằng văn bản giấy tờ đối với những chiếc xe có giá trị rất cao như này là xe nguyên bản, chưa từng áp dụng tai nạn ngập nước. Nếu sai chúng tôi sẵn sàng hoàn lại tiền cho quý vị các bạn. Màu trắng ca may của chiếc xe này quá đẹp luôn. Đấy, vừa rồi chúng ta cũng cùng tìm hiểu thông tin về chiếc Lexus 570 phiên bản Trung Đông. Đấy, với số km cực kỳ hot, 9.000 km, màu trắng nội thất đỏ, nhập khẩu nguyên chiếc. Đây là một trong những chiếc xe mà xuất sắc nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Siêu lướt, có giá bán là 8 tỷ 850 triệu đồng. Đấy, quý vị các bạn cần thêm những cái thông tin nào về xe, hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0911 732 888. Đấy, hoặc là chúng ta có thể là nhắn tin Facebook và Zalo cho nhau. Tôi sẽ để những link kết bạn ngay bên dưới. Để chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận nhau và tìm hiểu thêm về thông tin về chiếc xe này. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành một chút ít thời gian đấy, xem chiếc xe Lexus 570. Đấy. Còn rất là nhiều những chiếc xe siêu lướt khác. Thì mình sẽ hỗ trợ và lên sóng cho anh em. Trân trọng cảm ơn các anh em.